Em chào các bác, xin giới thiệu với các bác tiếng nổ động cơ của máy xúc Hydromax 390, model 390, máy đang nổ ạ. Rất chắc chắn, tiếng nổ động cơ rất ấm, đều, khỏe. Anh em đi kiểm tra máy một ngày mưa gió. Cảm giác khi anh em ngồi trong cabin mà chống lật chống đá rơi và có lưới chắn đá thì nó tự tin hơn đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.